Trời, ở đây khó quay lắm nha. Nó tới tối làm sao á. À đây, đây là nội. Môn, môn giới thiệu đi chứ. Môn, 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 hai đi, môn với số hai đi. Ở màn hình xa thì nó tối nó mờ. Cái đôi đuổi rồi chút có nội với con Út đi lấy đồ ăn đi. Để mở quay một vòng. Mẹ cho đi cho con ăn đi. Mấy đứa con còn con ăn nè. Cho hai đứa ngồi đi, cho hai đứa đó ngồi đi. Rồi đi thôi. Đi lấy đồ ăn nào. Đi lấy đồ ăn không? Đi với anh Sóc mẹ. Trời. Trời ơi. Đi đâu vậy? Môn môn đi qua đây nè, đi qua đây nè. Hả? À, môn đi với nội kìa. Chạy theo nội đi. Đi Sóc đi đâu hả? Anh Sóc đi toilet. Con đi với nội đi, con đi với nội. Dạ. Đó. Nhiều đồ ăn kìa, thấy không? Không thấy hải sản không? Nội cứ lấy đi nội, nội cứ lấy của nội đi. Ăn gì con? Để nó từ từ con lấy. Không. Hả? Con ăn bò đúng không? Ăn trứng. Đây nè, bò bên đây nè, để mẹ kém cho. Chưa đâu, để mẹ kiếm. Đâu nữa ta? Đây là mấy món. Bò đâu? Hả? Bò hả? Từ từ mẹ đang kiếm. Không mẹ không. Mấy món gỏi. Hấp dẫn không? Không. Gà nè. Dạ không. Không hả? Để thôi đi qua bên kia coi thử. Đi qua đây nè, qua đây nè. Bò kìa, có bò nè. Bò nè. Thịt nè, thịt nè. Con lấy dĩa đi, con lấy dĩa đi. Xong rồi nhờ chú lấy bò. Thôi. Bỏ nhẹ nhàng thôi nha, đặt nhẹ nhàng. Chú lấy, để chú lấy bò đi. Chú cắt cho con nhé. À, chú cắt cho con. Mỏng mỏng cắt 2-3 miếng nha. Đó, chú đang cắt cho con nè. Cắt hả? Nó đòi ăn thịt bò. Thịt gì à? Thịt của con đó. Chú kia để mẹ quay. Để con đi quay đây. Bên đây đóng hết rồi. Wow, hủ tiếu, phở xào, mực xào, bò hầm tiêu sinh, đồng hủ. Ui, nhiều quá. Wow, ngon quá.
củ cơm. Sao rồi mẹ lấy chưa? Mẹ lấy chưa? Lấy rồi, mẹ đang thăm nhắm rồi. Rồi, để con. Ủa, Mon đâu rồi? Mon đi đâu rồi? Mon đi đâu rồi? Trời ơi. Nó đói bụng, nó đi một hơi mẹ kiếm không ra để nó bye bye. Ừ, giờ bắt đầu quay nó ăn lại. Úi dồi ôi, ăn ngon quá à. Ôi coi bộ cắt nè. Đó, ăn đi. Ngon ghê. Ăn đi, ngon ghê thì ăn đi. Có ăn bóc cũng được. À cầm muỗng hả? Có ăn bóc cũng được. À lấy cái nĩa đi. Rồi ba đi lấy đồ ăn đi. Để mẹ quay nó ăn miếng nữa. Ba, ba thấy còn trứng hay là gì cho nó một dĩa nữa nha. Ba đi đâu thế? Ba đi lấy đồ ăn. Ba lấy trái trứng hả? Ừ. Nhìn không gian nè, không gian của Mon ăn rất là đẹp. Ngon không? Có ngon. Rồi Mon bye bye đi để Mon ăn. Bye bye. Con ăn xíu. Cả ăn xíu nha. Ừ, bye.